Hồ sơ của cô đã được hoàn tất, mong cô xác nhận lại sẽ tham dự buổi điều trị xóa ký ức. Tôi đồng ý. Nhịp thở ổn định. Em sao vậy? Lại gặp ác mộng à? Em vừa mơ em xóa hết ký ức về anh á. Mơ thôi mà, không sao đâu. Em suốt ngày để quên nhẫn thôi. Anh sợ có ngày em quên luôn cả anh đó. Mọi thứ đã sẵn sàng, có thể kích hoạt hệ thống ngay bây giờ. Anh Huy không có cho tao nói với mày, nhưng mà tao không thể không nói được. Anh Huy không có phản bội mày đâu, mà là anh ấy bị ung thư đó. Sau này em có quên anh không? Em hay đản trí, anh biết mà. Sớm muộn gì cũng quên anh thôi. Vậy những gì đau khổ em cũng quên hết đi. Ừ, tao biết rồi. Nhưng mà hôm nay tao không có tới được. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm của hai tụi tao. Ừ, vậy thôi nha. Anh nói em hãy quên hết những ký ức đau khổ, nhưng anh không hề biết rằng mỗi ký ức của em về anh đều vô cùng vô cùng hạnh phúc.